Nhìn cho kỹ. Hiện giờ chúng ta đang ở đây. Trên con đường này, người Nhật đã cho bố trí ít nhất là 2 bộ đội ở đó. Muốn tiêu diệt bọn họ thì phải âm thầm đi vòng về phía sau, đánh cho chúng trở tay không kịp. Nhưng mà tư lệnh, binh lực của chúng ta có hạn, làm như vậy sẽ kéo dài chiến tuyến, khó lòng toàn quân rút lui. Tôi cũng đâu có ý định rút lui. Lúc này kẻ nào dám hèn nhát, tôi sẽ bắn chết kẻ đó. Nghe đây, tôi sẽ dẫn theo bộ đội đột kích xông lên phía trước ở vị trí này. Như vậy sao mà được chứ, tư lệnh, để tôi đi cho. Dẹp, không ai được giành với tôi. Các anh soái lĩnh, các bộ đội vị trí chỉ định, nhanh chóng tiến vào trận địa. Sáng sớm ngày mai, đúng 7 giờ. Tiểu đoàn trưởng Tề, có. Lấy tiếng pháo của anh làm hiệu lệnh. Rõ. Nghe thấy tiếng pháo thì lập tức xông lên cho tôi. Nói với các anh em, không ai được hèn nhát. Phải để người Nhật nếm mùi lợi hại của quân Trung Quốc chúng ta. Rõ chưa? Rõ. Ngu đáng. Người Nhật đang rụt rịch nhiều lắm. Đại đội này, đại đội nọ, loạn hết thành một nồi cháo rồi. Sát tử. Mọi người đang nghiên cứu kế hoạch tác chiến sao? Sát tử. Biết cả rồi à? Sát tử thuốc. Bọn con đều nghĩ người Nhật đều đang bố trí dòng dây ở đây. Cha con Lưu Phi Hổ cũng là bị bọn họ bao dây về đấy. Con trai, chúng ta phải truyền tin này ra ngoài trước, tránh để vị tướng quân nào đó lại trúng kế của lũ người Nhật kia. Không kịp đâu Liễu thuốc. Tình thế thế này, đêm nay không đánh thì ngày mai cũng đánh. Ngu đáng, anh là đại đội trưởng, anh nói đi. Lúc này chúng ta phải làm sao đây? Chúng tôi nghe anh cả đấy. Được, chúng ta cứ đi theo đại đội rùa rụt cổ này. Đó là đại đội Quy Điền. Đại đội Quy Điền. Đúng rồi, đại đội Quy Điền. Anh ngồi xuống đi. Được. Phiên dịch quan đã nói rồi còn gì. Cha tôi Lương Phi Hổ chính là đã chết trong tay của đại đội Quy Điền này đấy. Chúng ta cứ theo sát chúng, có cơ hội liền lập tức ra tay. Được, anh lại phải hành động sao? Đàn nào thì cũng đang rảnh mà. Phùng Chính Quỷ bảo tôi nói với anh, có tin của mẹ anh rồi. Sao cơ? Mẹ tôi đang ở đâu? Hình như là ở núi Lão Hổ. Núi Lão Hổ. Phùng Chính Quỷ đã đưa bác sĩ qua đó rồi. Bác sĩ? Mẹ tôi làm sao rồi? Nghe nói là bị thương. Thương thế nào thì cũng còn chưa biết. Hay là anh đi chung với Phùng Chính Quỷ đi. Anh cưỡi ngựa phi nhanh, chắc chắn sẽ đuổi kịp bọn họ. Phùng Chính Quỷ biết trị thương. Phùng Chính Quỷ biết trị thương là dẫn theo bác sĩ. Tôi có gì mà phải lo chứ? Tôi ra chiến trường để giết giặc. Mẹ tôi nghe tin nhất định sẽ rất vui. Hành động lần này là gì vậy? Có thể đưa tôi theo được không? Cô, thuộc hạ chính mắt nhìn thấy tiên sinh bị lôi ra sau xe ngựa, toàn thân đều là máu. Nghe nói Triệu Nguyên Canh đã phát hiện anh ta là gián điệp. Phu nhân, cô mau nghĩ cách cứu ngài ấy đi. Anh ấy đang bị nhốt ở đâu? Nhà giam của Triệu Nguyên Canh. Sao có thể như vậy chứ? Có chuyện gì mà gấp thế? Lại tới tận nhà tôi thế này. Ông phải nhanh chóng nghĩ cách cứu Tỉnh Tam ra đi. Tỉnh Tam? Anh ta làm sao? Không phải mấy ngày đầu anh cao ngạo lắm sao? Lại dám làm gián điệp. Các anh em, lấy hết dụng cụ ra đây cho tôi. Tôi phải chính tay hầu hạ cậu ta. Tôi biết ông nhất định sẽ có cách mà. Có. Chỉ cần là có tiền, không chuyện gì là không làm được.
Trương Cát An tôi cũng không phải là một người quý trọng nhân tài gì. Nhưng tôi cũng hy vọng có thể có một sản nghiệp để cho con cháu, như Triệu gia nhà cô vậy. Tôi làm vậy cũng chỉ để xứng đáng với tổ tông thôi. Vừa hay, người trong chừng nhà giam đó là anh em của tôi. Chuyện này e là không được đâu. Dù gì anh ta cũng là con rể của tư lệnh. Tư lệnh không giết anh ta trước mặt mọi người cũng là vì không muốn anh ta phải chết. Nhưng mà ông chủ Trương, đây là trọng phạm đấy. Tôi quả thực là tôi hiểu mà. Anh nói xem, nếu như nhà giam bốc cháy, thiêu cháy rụi cả nhà giam rách nát này và cả tỉnh Tam thì sao? Từ từ thôi. Từ từ thôi. Tỉnh Thượng Quân, tỉnh Thượng Quân. Khốn kiếp, ai bảo em cứu anh ra hả? Anh đã thất bại, anh phải đáng chết. Anh đã thất bại, anh đáng chết. Em không nên hy sinh bản thân mình. Không nên hy sinh bản thân mình để cứu tôi như vậy. Em không có hy sinh bản thân. Lập tức quay về đó ngay. Tỉnh Thượng Tư lệnh cần tin tức của Triệu Nguyên Canh. Em nhất định phải về đó. Được, em sẽ về. Giờ lúc bán sống bán chết, anh dường như nhìn thấy bóng dáng của Gối Uyên Ương. Gối Uyên Ương đang nằm trong tay của Triệu Nguyên Canh. Em nhất định phải lấy được Gối Uyên Ương. Nếu như không lấy được Gối Uyên Ương, em cũng không xứng làm vợ của Tỉnh Thượng Anh. Anh đã thất bại rồi thì em nhất định phải thành công. Anh yên tâm, em nhất định sẽ lấy được Gối Uyên Ương mà. Em nhất định sẽ lấy được. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị.
Cả anh em, sống lên, sống lên. Đi chết đi! Tiểu tứ, lấy đao! Tới đây! Tư lệnh, mau rút thôi. Tôi không rút. Tư lệnh, chúng ta đã bị cô lập, binh lực không đủ. Người Nhật mà đánh trả thì chúng ta sẽ chịu thiệt đấy. Tôi đây không sợ. Tập hợp đội ngũ, xông lên Bắc Sơn cho tôi. Rõ. Tập hợp đội ngũ, xông về Bắc Sơn. Khốn khiếp. Sao Triệu Nguyên Canh lại dòng qua phía sau chúng ta vậy? Bọn họ là chuẩn bị từ trước. Hoàng quân Đại Nhật Bản Đế quốc chúng ta tổn thất nghiêm trọng. Có chuẩn bị trước. Qua anh đào của chúng ta nhất định đã thất bại rồi. Qua anh đào, tam đệ của tôi. Tư lệnh, qua anh đào chính là đệ đệ của ông Tỉnh Thượng Tam Lan sao? Khốn khiếp. Giờ không phải là lúc để đau lòng đâu. Rõ. Cho phái toàn bộ quân đội qua đó, tiêu diệt bọn họ. Rõ. Mọi người đừng lãng phí thuốc men cho tôi nữa. Để tôi chết đi. Lê Qua Thẩm, cô đừng nói vậy. Phải đấy, Lê Qua Thẩm, đây đâu phải là tính cách của cô đâu. Một người sắp chết như tôi, còn tính cách cái nỗi gì nữa. Cô đã dạy dỗ ra một đứa con trai rất tài đấy. Con trai. Con trai của tôi đang ở đâu? Tôi là đang nói về Ngu Đáng. Lương Ngu Đáng. Ngu Đáng. Đúng. Ngu Đáng cũng là con trai của tôi mà. Cô nên tự hào về con trai của mình đi. Núi Lão Hổ cũng rất tự hào khi dạy dỗ ra một đứa trẻ xuất sắc như vậy. À không, không phải đứa trẻ, là một hảo hán. Hiện giờ nó đang ở đâu?